Bánh quy bạn tốt. Thơm quá, con đồ to sẽ thích lắm đây. Con đồ to, về rồi đấy à? Con đồ to, tâm trạng không tốt hả con? Tệ cùng cực, té vào vũng nước hay bị chó cắn. Còn tệ hơn thế nữa cơ, Tiểu Minh và Kẹo Bông đều không chơi với con nữa. Xông lên, chiếm lấy toàn thành kẹo que. Đầu to, tớ không chơi với cậu nữa đâu. Ồ, chuyện là thế à? Con đồ to, đừng buồn. Mẹ dạy con làm bánh quy bạn tốt. Ăn bánh này vào, các bạn sẽ tha thứ cho con. Thật hả mẹ? Tất nhiên rồi, giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Nhìn này, đây là khuôn làm bánh. Cẩn thận! Trước tiên phải nhào bột, như thế này. Để con làm cho. Đặc quá, mẹ đi lấy sữa. Ra đây! Tiểu Minh, đầu to, cậu tưởng cậu đắp mặt nạ trắng của mẹ lên là tớ không nhận ra cậu nữa hả? Cậu đền đi. Hết hơi rồi. Nói ai thế hả? Cậu hết hơi thì có. Ý tớ nói là bóng không bị hỏng, chỉ là hết hơi bị xẹp thôi. Đi, để tớ bơm khí cho nó. Không bị hỏng thật sao? Cố lên, 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 cố lên. Đầu to cố lên. Đầu to cố lên. Đầu to cố lên. Không ổn rồi. Tiểu Minh, cậu giỏi quá. Đầu to, còn đi đâu đấy? Bây giờ có thể đổ bột vào khuôn làm bánh rồi. Vâng ạ. Sau đó, đưa bánh quy bạn tốt vào lò nướng ấm áp nào. Mẹ đi nghe điện thoại. Con đồ to, con canh chừng thời gian. Đồng hồ chỉ đến 15 thì tắt lò đi nhé. Thế là nướng xong bánh. Anh đầu to ơi, em có thể ngắt mấy bông hoa trong vườn nhà anh không? Đương nhiên, để anh hái giúp em. Wow, đẹp quá. Bông màu vàng này đẹp. Bông màu hồng kia còn đẹp hơn. Bông này vừa to vừa đẹp. Kẹo bông ơi, bông này phải cắm vào chính giữa. Đừng đuổi theo tao. Mau đi ra đi. Cuối cùng cũng cắt đuôi được con ong kia rồi. Mùi gì ấy nhỉ? Ôi, bánh quy bạn tốt của mình. Bánh quy bạn tốt cháy mất rồi. Tiểu Minh và Kẹo Bông sẽ không chơi với con nữa. Đầu to có nhà không cô? Có đấy, nhưng... Tớ đây, tớ đây. Anh đầu to ơi, chúng mình đi chơi trốn tìm đi. Các cậu không giận tớ nữa à? Sao lại giận? Anh tặng hoa cho em đẹp như thế, sao em lại giận anh được? Thật ư, tốt quá. Đi, chúng mình cùng đi chơi. Đi thôi. Bố về rồi đây. Bánh quy sô-cô-la đen à?
nghệ nhân gốm. Cuối cùng cũng vẽ xong bản vẽ này rồi, ra ngoài hít thở không khí một lát. Con đồ to, con đang làm gì thế? Bố đồ nhỏ, con đang chơi đất nặng. Sau này lớn, con muốn làm nghệ nhân gốm. Nên ủng hộ sở thích đam mê của con. Tốt lắm, xin hỏi nghệ nhân gốm, con biết nặng cái gì? Cái gì con cũng biết nặng. Cái gì cũng biết nặng à? Con đồ to, con tăng tốc lên đi. Không được nói chuyện, không được cử động. Nặng xong rồi. Đây là... Bố đồ nhỏ, thế nào ạ? Tuyệt đối không thể làm con thất vọng nhục chí, phải khích lệ. Con đồ to, con nặng nhiều sẽ lên tay. Tốt quá, vậy con phải nặng tiếp, bố làm người mẫu cho con. Con đồ to, có lẽ con không hợp nặng người đâu. Hai bố con mau rửa tay để uống trà chiều nào. Hay quá, con thích. Có cách rồi. Có đĩa xoay này là con có thể nặng đĩa và bình được rồi. Nào thử xem. Đĩa và bình ư? Nào, bố dạy con. Đồ to, con quan sát nhé. Thực ra rất đơn giản. Cứ xoay vòng quanh thế này thôi. Xoay vòng, xoay vòng. Nào, nào. Xem ra cần chút mánh khóe. Con đồ to, con cứ nặng trước đi. Bố đi cho ít nước làm khô nhanh vào đất nặng nhé. Chờ lát. Nước làm khô nhanh là gì ạ? Là một loại bảo bối, khiến cho đất nặng ra sẽ cứng lại nhanh. Mình nghĩ là nghệ nhân gốm thì không nên nặng chậm rì như thế. Trời ạ, sao lại thế này? Bố không cử động được. Bố đồ nhỏ ơi, con muốn đi vệ sinh. Con nghĩ bố không muốn chắc. Con đồ to, bố đồ nhỏ. Xem chuyện tốt mà hai người làm đi. Đất nặng khắp quanh nhà. Hai người này chạy đâu mất rồi? Mẹ không phát hiện ra chúng ta. May quá. Hai người còn không ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Hóa ra là trốn ở đây. Chuyện gì thế này? Cảm ơn mẹ tạm về cứu giúp. Hai bố con bị dính 2 tiếng đồng hồ rồi. Đây chỉ là hiểu lầm. Tụi anh đi trước đây. Tạm biệt. Hai người quay lại cho mẹ. Tụi anh từ sau không dám nữa. Đứng lại. Huấn luyện ông bố tốt.
Bố về rồi đây. Bố về rồi. Hai mẹ con sao lơ bố thế? Con nói không sai chứ, không phải chỉ kém một tí thôi đâu. Đúng thật, hai người đang nói gì thế? Cái gì kém một tí? Bố tôi kém bố của Kẹo Bông không phải chỉ một tẹo đâu. Hôm nay đi học phụ huynh ở nhà trẻ, gặp bố Kẹo Bông. Bây giờ bố Kẹo Bông là thần tượng của tất cả các bé. Bố Kẹo Bông có thân hình vô cùng khỏe mạnh, cánh tay đầy cơ bắp. Cơ bắp gì chứ, bố cũng có. Cơ bắp có gì ghê gớm? Người thông minh mới là tài giỏi. Bố đầu nhỏ chính là người thông minh. Bố biết nói tiếng Anh không? Bố Kẹo Bông còn đọc thơ cho mọi người nghe bằng tiếng Anh nữa. Thôi được, em nghe mẹ Kẹo Bông nói, bố Kẹo Bông ở nhà rất giỏi nấu ăn. Hàng ngày về nhà đều giúp mẹ Kẹo Bông làm việc nhà. Anh thua. Bố đầu nhỏ, sao bố lại chịu thua dễ dàng như thế? Đúng đấy, chồng em không phải người dễ dàng chịu thua. Kể từ hôm nay, hai mẹ con sẽ huấn luyện bố đầu nhỏ. Huấn luyện bố. Chính xác. Em và con đồ to sẽ tổ chức một cuộc huấn luyện ông bố tốt. Nhất định phải huấn luyện anh thành ông bố tốt hơn cả bố Kẹo Bông. Bố đầu nhỏ cố lên. Thực ra, nấu ăn không hề khó như anh tưởng đâu. Em làm mẫu cho anh nhé. Xào nấu chỉ đơn giản vậy thôi. Bố đầu nhỏ, bữa tối giao cho bố nhé. Cố lên. Mẹ tập về, con đồ to, ăn cơm thôi. Nhanh thế, bố đầu nhỏ nhà ta cười ghê. Bố đầu nhỏ ơi, bố làm món ngon gì cho hai mẹ con thế? Cho hai mẹ con thưởng thức tay nghề của đầu bếp bố đầu nhỏ. Đây là món gì vậy? Nấu ăn ấy mà, chỉ cần làm chín là ăn được. Nên anh cho vào hầm luôn, tiết kiệm thời gian và công sức. Nào, nếm thử đi. Ủng hộ đầu bếp bố đầu nhỏ. Con đồ to, mau nôn ra. Thôi, để mẹ đi nấu cơm. Mẹ tập về, vất vả rồi. Cơm tối em làm không có phần của anh đâu. Anh ăn hết cái nồi thập cẩm của anh đi. Bố ăn nhiều vào. Bố đồ nhỏ, chỉ cần mỗi ngày bố nâng được 100 cái là sẽ khỏe như bố Kẹo Bông. Con đồ to, con siêu thật. Bố đồ nhỏ, đến lượt bố rồi. Nguy hiểm quá, quả tạ này nặng thế. Con đồ to, sao con siêu thế? Hóa ra là tạ làm bằng nhựa. Con đồ to, con xảo quyệt quá. Con là trẻ con, đương nhiên không nâng nổi quả tạ nặng như thế rồi. Cả vú lấp miệng em. Hai mẹ con lại muốn làm gì? Bố của Kẹo Bông nói tiếng Anh rất siêu. Bố đồ nhỏ, bố cũng phải cố gắng đấy. Con cũng phải học cùng bố đồ nhỏ. Bố đồ nhỏ học tiếng Anh thì con phải chăm chỉ học phiên âm. Hôm nay con phải học thuộc hết bản phiên âm đấy. Chả hiểu gì hết. Muốn đi chơi ghê. Thế chúng ta đi chơi đi. Được đấy. Cơ mà con phải trang điểm cho bố đồ nhỏ. Thank you.
luyện ông bố tốt tiếp theo. Hình như còn thiếu gì đó. Đúng rồi, bố đồ nhỏ, con làm cho bố một kiểu tóc thật đẹp nha. Bố đồ nhỏ, đẹp trai quá trời luôn. Đây là kiểu tóc gì vậy? Kẹo bông nói, bố em ấy nhiều khi cũng chải tóc kiểu này. Chải tóc như thế này là thành ông bố tốt à? Con chỉ muốn bố đồ nhỏ của con vượt qua bố kẹo bông thôi. Thôi được, như thế này đủ đẹp rồi chứ. Chúng ta đi tản bộ đi. Vẫn chưa đủ. Con còn muốn làm gì nữa? Con muốn bố đồ nhỏ đẹp trai hơn nữa. Bố đồ nhỏ, bố đang làm gì đấy? Chúng ta về nhà đi. Sao lại về ạ? Mình vừa mới ra được một lúc mà. Nhưng bố cứ cảm thấy như thế này kỳ cục lắm. Chả kỳ tí nào. Bố đồ nhỏ nhà ta đẹp trai nhất. Đẹp hơn bố kẹo bông. Thật không? Thế chúng ta đi tản bộ đi. Con đồ to, gãi lưng hổ bố với. Ngứa quá. À, con nhện. Gì cơ, nhện á? Chú ơi, chú làm ơn cứu bố cháu với. Người này là bố đồ nhỏ. Tôi là bố đồ nhỏ thật mà. Mau cứu tôi với. Trên cánh tay anh là... Con đồ to nói một cái này lên trong người sẽ vạm vỡ, có cơ bắp. Hóa ra là giấy vệ sinh có thể biến thành cơ bắp à. Con đồ to đâu rồi? Con đồ to. Con đồ to, chuyện tốt con làm đấy. Bố bị hàng xóm cười cho thối mũi kia kìa. Thôi, em quyết định, cuộc huấn luyện ông bố tốt hôm nay là kết thúc. Bố đồ nhỏ, bố làm con thất vọng quá. Huấn luyện bố lâu như thế mà chẳng tiến bộ lên tí nào. Chúng ta hãy chấp nhận hiện thực đi. Bố đồ nhỏ nhà ta, số trời đã định, không thắng nổi bố kẹo bông rồi. Ai nói anh không bằng bố kẹo bông? Từ mai trở đi, anh tự huấn luyện mình. Anh nhất định phải trở thành ông bố tốt. Bố đồ nhỏ ơi, con sợ. Đừng sợ, có bố ở đây. Chú đồ nhỏ, chú đỉnh quá. Còn lợi hại hơn cả bố cháu nữa. Lợi hại hơn bố cháu thật sao? Bố đồ nhỏ, bố mới là ông bố tuyệt vời nhất, không ai sánh bằng. Con cũng là cậu con trai tuyệt vời nhất, không ai sánh bằng con. Con đồ to, chúng ta về nhà thôi. Về nhà thôi. Tạm biệt kẹo bông, Tiểu Minh nhé. Tạm biệt. Thank you.
thợ cắt tóc xui xẻo. Tức chết đi được. Em sao lại cắt kiểu tóc kỳ dị thế? Đều tại lão cắt tóc. Anh ta nói sẽ làm cho em kiểu tóc bóp trẻ như gái đôi mươi, làm em rạo rực hết cả người. Nhưng cắt xong thì nhìn lại ôi thôi. Bảo em ra ngoài gặp người khác kiểu gì đây? Tay nghề cắt quả thực quá kém. Cắt ra nồng nổi này mà còn mặc giày thu của em 200 tệ. Thế này đi, anh sẽ sửa lại cho em, đảm bảo đẹp. Anh có làm được không? Anh là kỹ sư mà. Anh vẫn nghiên cứu kiểu tóc mà. Lần này phải thể hiện thôi. Con đồ to, con làm trợ lý cho bố nhé. Dạ, bố đồ nhỏ, bước đầu tiên làm gì trước ạ? Chờ chút, lấy giúp bố cuốn tóc đẹp trên bàn ra đây. Mau lên con đồ to, được ạ. Mở trang 15 ra. Dạ. Trước tiên chạy vuốt lông, sau đó... Này này, lông là cái gì? Khó nghe chết được. Trong sách ghi thế. Bây giờ anh bắt đầu cắt đây. Anh sẽ cắt cho em kiểu bé gái nhé, được không? Em ngần này tuổi rồi còn cắt kiểu bé gái, lố quá không? Không đâu, em vốn trẻ mà. Ngồi yên nhé, đừng cử động. Hai bố con đầu nhỏ đầu to cắt tóc cho mẹ tập về. Đưa sang trái, đưa sang phải. Được rồi, được rồi, xong ngay. Nhát đầu tiên. Nhát thứ hai. Mái tóc xinh đẹp đã hoàn thành. Hả? Bố đầu nhỏ, bố cắt kiểu quái dị gì thế? Trông như hai cái sừng dê. Thôi rồi, bố làm theo trong sách viết mà. Ây da, em ngủ quên mất. Chờ đã, em yêu. Mẹ tập về, bố đầu nhỏ chưa cắt xong. Hả? Em ngủ được một giấc rồi còn chưa cắt xong. Em xem nào. Mẹ tập về, chưa cắt xong thật ạ. Rốt cuộc khi nào mới xong? Chưa cắt xong thật ạ. Xong ngay thôi em yêu. Con đồ to, sao con cứ chắn mẹ thế? Mau tránh ra để mẹ xem kiểu tóc mới nào. Chưa cắt xong, thực sự chưa cắt xong. Phải không bố đầu nhỏ? Hai người làm sao thế hả? Được thôi, vậy thì chờ lát nữa rồi xem. Bố đầu nhỏ. Bố đầu nhỏ, anh nói đi. Anh cắt kiểu quái gì gì cho em đây? Đây là kiểu bé gái. Bé gái, đừng có nhắc đến tóc bé gái gì với em. Anh nhìn xem, đây đâu phải tóc bé gái, mà là quả đầu dây rừng thì có. Xin lỗi. Ây da, em hối hận khi làm chuột bạch cho anh. Thế này bảo em đi làm kiểu gì hả? Xấu như ma lem. Em hỏi anh, đây chính là thành quả nghiên cứu của anh sao? Anh xin lỗi. Xin lỗi là được à? Anh bảo em thứ hai đi làm kiểu gì đây? Ây da, mẹ tập về, xin em. Anh sẽ làm lại cho em ngay, đảm bảo. Thôi, em ra tiệm cắt tóc còn hơn. Chờ đã, bà xã, đều tại anh tay nghề còn non. Cho anh thêm một cơ hội. Anh nhất định sẽ sửa lại kiểu tóc cho em đẹp hơn. Thiệt đó. Phải đấy, mẹ tập về. Mẹ cho bố thêm một cơ hội đi. Vậy được, em cho anh một cơ hội nữa. Được được, mau, con đồ to, mang cuốn tóc đẹp kia ra đây. Tiện cầm cả cái gương nhỏ tới nhé. Có ngay. Mau ngồi xuống, anh làm kiểu tóc mới nhất cho em, cực hợp với khuôn mặt. Này bố đồ nhỏ, rốt cuộc anh có làm được không thế? Khoan, con đồ to, con giơ gương lên. Lần này em phải nhìn anh cắt, đừng ai giỡn trò. Dạ. Bắt đầu đi. Đại công cáo thành. Phát điên lên mất. Tức chết đi được. Hai người đứng lại. Đứng lại. Điên mất thôi. Đây là sách tóc đẹp gì vậy? Tóc đẹp cho thú cưng. Bố đầu nhỏ. Truy
tìm bảo vật. Hôm nay em phải đi liên quan với đồng nghiệp. Bố đồ nhỏ, anh nhớ giặt quần áo nhé. Ừ. Con đồ to, dọn đồ chơi của con đi nhé. Dạ. Hai bố con nghe rõ chưa? Rõ rồi, rõ rồi. Ngày chơi game. Cứ mơ đi. Sau ngày lao động mới là ngày chơi game. Cứ chờ xem. Tay cầm mất rồi. Máy tính đặt mật khẩu. Sao lại như thế? Bố ơi, nhìn này. Muốn tìm tay cầm và mật khẩu thì phải làm theo chỉ dẫn của mẹ. Đề thứ nhất, cất đồ ăn thừa của bữa sáng vào tủ lạnh. Nếu không làm, hai người đừng hòng thấy được tay cầm. Đừng hòng chơi game. Ký tên mẹ tập về. Quả như là trò quỷ của mẹ tập về. Hả? Vậy bây giờ làm thế nào ạ? Không làm, xem mẹ làm gì được chúng ta. Chúng ta lục tung cả nhà lên. Không tin là không tìm ra tay cầm. Bố đồ nhỏ ơi, không tìm thấy tay cầm thật. Mẹ tập về giấu tay cầm ở đâu nhỉ? Tìm thấy tay cầm mà không có mật khẩu thì cũng vẫn không chơi được mà. Đúng vậy. Được rồi, chúng ta cứ đi làm theo lời mẹ tập về nói đã vậy. Rất mừng khi hai bố con đã dọn dẹp bàn ăn. Bây giờ đi thu quần áo bẩn lại. Để tiếp theo nằm trong túi của một chiếc quần áo bẩn nào đó. Ơ, không nói mật khẩu à? Rõ ràng là bắt chúng ta làm việc nha. Thế chúng ta không làm có được không? Hình như không được. Toàn bộ quần áo bẩn đều ở đây hết rồi. Đúng vậy, chúng ta mau tìm đi. Tìm thấy rồi. Viết gì thế? Bây giờ hai bố con đến trước máy giặt, bỏ quần áo vào trong máy rồi đồ to đi dọn đồ chơi là sẽ có thể tìm thấy mật khẩu. Mẹ bảo con dọn đồ chơi, bố đồ nhỏ ạ. Mẹ tập về coi thường chúng ta quá. Nếu đã nói mật khẩu ở trong đống đồ chơi của con thì việc gì chúng ta còn phải giặt quần áo, đi tìm mật khẩu trong đống đồ chơi luôn là xong. Phải đấy. Con đồ to, con bày bừa quá. Chẳng trách mẹ tập về bắt con thu dọn. Mau tìm đi bố. Rút kinh nghiệm lần trước, chúng ta vẫn nên làm theo lời mẹ tập về nói thì hơn. Nếu không chắc chắn không tìm ra được đâu. Cũng phải. Bố nói đúng thật. Mật khẩu lần lượt là số chén dùng trong bữa sáng, số quần áo bẩn, toàn bộ thời gian giặt quần áo, số lượng đồ chơi, hai người thu dọn chén đũa, số lượng là 3, giặt quần áo bẩn trong nhà tắm, số lượng là 9. Toàn bộ thời gian giặt quần áo là số lượng đồ chơi là 20. Chỉ không biết giặt quần áo cần bao lâu thôi. Xem ra mẹ tập về buộc chúng ta phải giặt quần áo rồi. Không sợ, bố có cách. Bố đồ nhỏ, bố đang làm gì thế? Tìm ra rồi. Chế độ giặt tiêu chuẩn là 69 phút. Đi mở máy tính thôi. Nhanh nào, đi thôi. 396920 Enter. Xin hãy thao tác đúng quy tắc. Quần áo bắt buộc phải tự giặt. Với lại không có tay cầm thì mật khẩu đúng cũng có ích gì. Mẹ tập về thật lợi hại. Mẹ tập về, rốt cuộc em giấu tay cầm ở đâu hả? Bố đồ nhỏ, hay là chúng ta đừng tìm tay cầm nữa. Ngoan ngoãn giặt quần áo đi. Chưa biết chừng mẹ mang tay cầm ra khỏi nhà rồi. Được rồi, coi như là lấy lòng mẹ tập về. Con trai, mau nhìn này, nhìn này. Gì thế ạ? Mẹ lợi hại quá. Nếu chúng ta cứ một mực không nghe lời thì ngày chơi game chắc chắn tan tành mây khói. Đúng thế, xem ra sau này vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ thôi. Sao thế bố? Lúc nãy giặt quần áo, cho cả tay cầm vào giặt cùng luôn rồi. Hả? Ngày chơi game tan tành mây khói rồi.
máy tính bảng thú vị. Lần này bố quyết sẽ không thua con nữa. Vậy có giỏi thì bố tới đi. Búa kéo bao. Không. Bố đồ nhỏ, vẫn là con thắng. Khoan đã, chúng ta không đấu trò này nữa. Chơi cái này đi. Máy tính bảng. Con đồ to, con biết chơi không? Bố dạy con nhé. Con biết. Con là cao thủ đấy. Khoác lác. Vậy chúng ta thi tài xem nhé. Thi chém hoa quả. Trò này chém thật lực. Thi thì thi, bố đồ nhỏ. Bố không sợ lại thua con à? Ai nói bố sẽ thua? Đồ miệng quạ. Bố đồ nhỏ, con thắng rồi. Con lại thắng bố đồ nhỏ rồi. Trò này vui quá. Chơi game nhiều không tốt cho mắt. Đưa máy tính bảng cho bố. Không đâu, không đâu. Con trai ngoan, nghe lời nào. Sao vẫn không nghe lời thế? Mau đưa máy tính bảng cho bố, nhanh. Thế nào hả? Game thủ thì tốc độ phản ứng phải nhanh. Vẫn còn chơi. Chém, chém nữa, chém tiếp. Làm bố mà dễ sao? Máy tính bảng đâu mất rồi? Chuyện gì thế? Sao lạnh vậy? Điều quà bị hỏng à? Con đầu to. Con xin lỗi bố đầu nhỏ. Con không nên ham chơi, làm hỏng máy tính bảng. Giờ thì hay rồi, máy tính bảng hỏng rồi. Chúng ta khỏi chơi nữa rồi. À, bố đầu nhỏ và con đầu to thân yêu. Mau nhìn xem mẹ đi siêu thị giật được phần thưởng gì này. Lại được chơi game rồi. Hmm.
đúng rồi. Hôm nay mẹ tập về đi vắng. Hôm nay là chủ nhật, có thể ngủ nướng rồi. Con đậu to, ăn sáng thôi. Hôm nay mẹ không ở nhà, chúng ta tự do rồi. Không cần chải đầu, không cần rửa mặt, không cần nấu cơm, và không cần ăn rau nữa. Có thể dứt rác bừa bãi, có thể ăn giặt tùy thích. Cạn ly. Bẩn quá, mẹ tập về về nhất định sẽ nổi giận. Phải đấy, bố đồ nhỏ, bố mau dọn dẹp đi. Sao lại là bố? Con đồ to, nếu con dọn phòng khách thì bố sẽ cho con xem hoạt hình đến 11 giờ, được chứ? Không cần ngủ sớm, bố nói là giữ lời. Nhất trí. Con đồ to thật ngoan. Đây không phải rác. Kéo về sau đi con đồ to. Máy hút bụi gì mà đểu thế? Bố ơi, con không khống chế được nó. Làm sao bây giờ? Bố đồ nhỏ ơi, bố đồ nhỏ cố lên, bố đồ nhỏ cố lên, cố lên. Mau tránh ra, con đồ to. Mau lên. Con đồ to, chạy mau, chạy mau. Bố đồ nhỏ. Con đồ to. Mẹ về rồi đây. Con với bố ở nhà có ngoan không? Ngoan ạ. Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ ghê. Bố đâu con? Bố... Hai người. Hai người là ở nhà làm cái trò gì vậy? Cắm trại kinh hồn. Mm-hmm.
Hình như vẫn thiếu gì đó. À, có rồi. Ây da, con đồ to của mẹ. Sao mang nhiều thứ thế? Con cần dùng đến mẹ à? Con đồ to, cuối cùng chúng ta cũng dựng xong lều rồi. Wow, tuyệt quá. Con có thể cắm trại rồi. Con muốn ngủ một mình bên ngoài thật sao? Chưa biết chừng sẽ có kẻ xấu tới bắt con đi, rồi cả quái thú tới ăn thịt nữa. Bố yên tâm đi, nếu quái thú đến, con sẽ đánh đuổi nó. Nhưng mà... vậy... thôi được, con ngủ ở ngoài nhé. Giờ không ai xông vào địa bàn của mình được nữa. Ông xã, em vẫn không yên tâm, sợ con cảm lạnh. Anh mang chăn đệm cho con đi. Nào, tỉnh dậy. Mau đi đi. Có tiếng động. Có quái thú thật à? Một, hai, ba. Có chuyện gì thế? Không được, mình phải đi xem sao. Sao mình lại ở đây? Làm thế nào bây giờ? Mình nên nghe lời mẹ tập về mới đúng. Bình tĩnh. Giờ gọi mẹ đến cũng không kịp. Mình phải bình tĩnh. Mình không sợ. Đối phó lần lượt từng con. Mẹ tập về, sao em lại có kẻ xấu? Con đồ to, bố tới bảo vệ con. Gấu bông gặp nguy hiểm. Gấu bông ơi, tao đến cứu mày đây. Con quái thú này kêu nghe ghê thật. Xem tao xử lý mày ra sao. Con bắt được quái thú rồi. Bố mẹ ơi, con bắt được quái thú rồi. Con trai, bố mẹ đây, không phải quái thú. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Sao lại là hai người? Con trai, con là mẹ sợ hết hồn. Con tưởng là quái thú cơ, con cũng sợ hết hồn. Con trai, là bố mẹ, không phải quái thú đâu. Đại chiến ruồi nhặng. Đồ
đầu to, con đang làm gì vậy? Nghịch ngợm gì thế hả? Con đang đánh ruồi. Bố xem, đều là bọn ruồi nhặn quấy rối con. Con ruồi đáng ghét, tao nhất định phải bắt được mày. Ở đây. Bố đồ nhỏ, chuyện gì thế? Xem ra cách này của con không tác dụng. Nhìn đây. Wow, bố đồ nhỏ đẹp trai quá. Sao rồi ạ? Chắc không vấn đề gì nữa. Con ruồi đáng ghét. Ở đây. Điên tiết thật. Có rồi, con có cách rồi. Bố xem, đây là cái gì nào? Tất thối của con, ghê quá. Hai người đang làm gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì hả? Con trai, lên! Hai người muốn làm gì hả? Đứng lại ngay! Bye.
Bố đầu nhỏ, con đầu to, tập 49. Trên trời rơi xuống một năm vui. Con đầu to, bố đầu nhỏ ơi, ăn bánh kẹo thôi, năm mới đến rồi, mau lại đây nào. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Sao anh lại quá trang thế này? Anh làm thế để kể chuyện về thú niên cho con đầu to nghe. Thôi đi, anh hù dọa con thì có. Ây da, em không hiểu rồi. Đây là phương pháp dạy sao làm vậy mới nhất. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Anh muốn làm gì? Hai bố con rốt cuộc muốn làm gì hả? Ủa, đâu rồi? Đừng để con phát hiện ra anh. Thế hai bố con rốt cuộc đang làm gì vậy? Con cắn thú niên là anh một phát, bây giờ muốn bắt anh làm vật nuôi trong nhà. Do anh tự chuốc lấy cả. Thú niên, quá ra mày trốn ở đây. Mẹ đừng sợ, giờ con sẽ bắt thú niên về nhà làm vật nuôi. Đây chỉ là mặt nạ thôi, bố là bố con thật mà. Tiếp chiêu. Cứu tôi với! Sao vẫn còn nổ pháo vào bố vậy? Còn nói mình không phải niên, vừa nghe tiếng pháo là chạy luôn. Niên, xem mày chạy đằng nào. Thú niên, không được chạy. Thú niên, mày dừng lại cho tao. Được rồi, bây giờ ổn rồi. Lần này xem mày chạy đằng nào. Thú niên, giờ con nhìn rõ rồi chứ, chính là bố con đây. Không, mày chính là thú niên chuyên tới bắt nạt tao. Hả? Quái vật. Hả? Hóa ra con niên này còn biết cả thuật phân thân. Xem tao bắt được mày như thế nào nhé. Được, chúng ta cùng bắt nó. Bố mẹ mau đến cứu con với. Đầu con bị kẹt rồi. Được rồi, được rồi. Tôi là niên, tôi là niên. Cậu bắt được tôi rồi. Cái gì vậy? Sao bố lại là niên? Bà xã, con trai mình cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi. Bố mẹ xem, con đã bắt được thú niên thật sự rồi. Đây chính là quái thú niên.
đây là Niên, con không thấy nó chỉ là một con mèo sao? Đúng đúng, đây chính là Niên, giờ thì tốt rồi, để nó ở nhà ta làm vật nuôi đi. Bố thấy như vậy rất hay đấy. Dạ, bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Năm nay gia đình ta sẽ đón một năm mới vui vẻ hạnh phúc. Cắm trại kinh hồn. Hình như vẫn thiếu gì đó. À, có rồi. Ây da, con đồ to của mẹ. Sao mang nhiều thứ thế? Con cần dùng đến mẹ à. Con đầu to, cuối cùng chúng ta cũng dựng xong lều rồi. Wow, tuyệt quá, con có thể cắm trại rồi. Con muốn ngủ một mình bên ngoài thật sao? Chưa biết chừng sẽ có kẻ xấu tới bắt con đi, rồi cả quái thú tới ăn thịt nữa. Bố yên tâm đi, nếu quái thú đến, con sẽ đánh đuổi nó. Nhưng mà... vậy... thôi được, con ngủ ở ngoài nhé. Giờ không ai xông vào địa bàn của mình được nữa. Ông xã, em vẫn không yên tâm, sợ con cảm lạnh. Anh mang chăn đệm cho con đi. Nào, tỉnh dậy. Mau đi đi. Có tiếng động. Có quái thú thật à. Một, hai, ba. Có chuyện gì thế? Không được, mình phải đi xem sao. Sao mình lại ở đây? Làm thế nào bây giờ? Mình nên nghe lời mẹ tập về mới đúng. Bình tĩnh. Giờ gọi mẹ đến cũng không kịp. Mình phải bình tĩnh. Mình không sợ. Đối phó lần lượt từng con. Mẹ tập về, sao em lại có kẻ xấu? Con đầu to, bố tới bảo vệ con. Gấu bông gặp nguy hiểm. Gấu bông ơi, tao đến cứu mày đây. Con quái thú này kêu nghe ghê thật. Xem tao xử lý mày ra sao.
Con bắt được quái thú rồi. Bố mẹ ơi, con bắt được quái thú rồi. Con trai, bố mẹ đây, không phải quái thú. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Sao lại là hai người? Con trai, con là mẹ sợ hết hồn. Con tưởng là quái thú cơ, con cũng sợ hết hồn. Con trai, là bố mẹ không phải quái thú đâu. Trồng cây chuối. Đầu to sao lại không vui thế? Hôm qua giờ thể dục trồng cây chuối, đầu con to quá không làm được. Các bạn đều chê cười con. Là vì chuyện này à? Đừng lo, mẹ dạy con. Quan sát kỹ nhé. Đến lượt con đấy, thử đi, mẹ đỡ cho. Không được đâu, không được đâu. Không được đâu. Cứu con với. Sao trong nhà náo nhiệt thế? Chỉ là trồng cây chuối thôi mà, có gì khó đâu. Bố ơi, bố có ý gì hay không? Con chỉ muốn chứng minh với các bạn là con biết trồng cây chuối thôi đúng không? Dạ. Bố sẽ giúp con. Dựa vào tường. Nằm xuống. Hả? Không sai, nằm xuống. Chạm hai tay vào tường, hai chân duỗi thẳng. Để làm gì thế bố? Giữ nguyên động tác. Được chưa bố? Kỳ ghê. Được rồi, được rồi. Con xem. Wow, bố ơi, nhìn giống trồng cây chuối thật. Chứ sao, có việc gì làm khó được bộ óc thiên tài của bố đồ nhỏ thông minh chứ. Kẹo bông, Tiểu Minh ơi. Nhìn xem, tớ biết trồng cây chuối rồi. Thật kìa, anh đầu to, em đã bảo chắc chắn anh làm được mà. Đầu to, đây là đâu thế? Sao bức tường đằng sau cậu mọc toàn cỏ vậy? Tóm lại là tớ biết trồng cây chuối rồi, thế nhé. Tạm biệt, anh đầu to lạ quá. Mình nói gì sai sao? Giả thì vẫn là giả. Lại làm sao thế con yêu? Suýt nữa thì bị vạch trần. Như vậy các bạn sẽ càng cười nhạo con hơn. Là lỗi của bố. Bố không nên dạy con lừa dối mọi người. Vậy thì bố phải lập công chuộc tội. Chuộc bằng cách nào? Bố phải dạy con trồng cây chuối. Được, được. Con đồ to bảo anh dạy trồng cây chuối. Thì anh dạy đi. Vấn đề là anh cũng không biết. Thôi được, để em dạy anh. Hai đứa trẻ một to một nhỏ, muốn làm em mệt chết đây mà. Mẹ tập về, mau thả tay ra, anh không trụ được nữa. Cánh tay anh vừa nhỏ vừa dài, không có sức thì đương nhiên không chống được. Vậy làm thế nào? Luyện tập. Anh nhìn những thứ phía trước đã qua hết cả mắt. Nào, mẹ tập về, em định làm gì? Muốn khoe mẹ trước mặt con thì phải chịu khổ thôi. Ây da, chóng mặt quá. Đây là huấn luyện đặc biệt để anh trồng cây chuối không bị chóng mặt qua mắt nữa. Ngủ ngon nhé bố đồ nhỏ. Hả? Không được, cứu anh với. Huấn luyện đặc biệt bắt đầu. Để ra quay trước mặt con trai, nhất định phải biết trồng cây chuối. Rèn lực cánh tay trước đã. Bố đồ nhỏ, mau lại đây giúp em. Tốt, bê hộ em mấy cái thùng này xuống. Quả nhiên cánh tay có sức hơn rồi. Giờ không vấn đề gì nữa. Có lực cánh tay thì không sợ không chống được. Đợi đầu to thôi. Bố ơi bố, bố mau dạy con đi. Con đầu to, con nhìn này.
Wow, tuyệt quá. Bố ơi, có phải bố thay đổi công việc rồi không? Có phải bố đầu nhỏ đi làm ở đoàn xiếc không? Lẹ lên, bố sẽ huấn luyện đặc biệt cho con. Khoan đã bố, gì vậy? Hôm nay giờ thể dục cô Bảo kết thúc bài trồng cây chuối rồi. Bảo chúng con về nhà tập nhào lộn. Bố đầu nhỏ ơi, bố dạy con đi. Ôi trời ơi. Phép tàng hình. Giống quá, giống y hệt. Xin lỗi con đầu to, mẹ không nhìn thấy con. Con có bị đau không? Không nhìn thấy con á? Thế tức là lúc nãy con tàng hình à? Tàng hình. Hai mẹ con nói chuyện gì mà xôn xao thế? Bố đồ nhỏ, lúc nãy mẹ tập việc không nhìn thấy con. Con nghĩ là vì con biết tàng hình. Bố đồ nhỏ ơi, con có phải là thần tiên không? Thần tiên chỉ có trong truyền thuyết thôi. Nhưng sinh vật trong tự nhiên biết tàng hình thì khá nhiều. Thật không ạ? Kia là bướm lá khô. Con có nhìn thấy không? Ở đâu cơ? Sao con không nhìn thấy? Đó là vì nó có màu sắc và hình dáng giống hệt lá cây khô. Con nhìn xem. Có một con bướm ở đó thật. Để sinh tồn, rất nhiều loài vật đều dùng phép tàng hình để bảo vệ mình. Bọn chúng rất thông minh, khác xa với tưởng tượng của loài người. Thật à? Vậy thì bố đồ nhỏ ơi, con muốn thi với bố. Thi cái gì? Thi xem ai thông minh hơn bướm lá khô. Thi bằng cách nào? Con và bố cùng tàng hình. Ai bị mẹ tập dề phát hiện ra thì người đó thua, được không? Cái này thì con không thắng được bố đâu. Chưa chắc. Giờ con đi tàng hình đây. Cứ chờ đấy, người thắng chắc chắn là bố. Chưa chắc. Ai động vào đồ của mình vậy? Hả? Chuyện gì đây? Trời ơi, có chuyện gì thế? Con đồ to, con tưởng mẹ không nhìn thấy con sao? Chuyện gì vậy? Có phải con tàng hình thất bại rồi không? Thế bố sẽ không thất bại chứ. Phép tàng hình của bố mạnh hơn con nhiều. Chưa chắc. Bố đồ nhỏ, bố giỏi quá. Bố làm thế nào vậy? Cái này à, bố dùng... Ý, mẹ tập về về rồi. Bố phải tàng hình đây. Bố đồ nhỏ, bố đồ nhỏ, mau xem đồ em mới mua này, đẹp lắm. Ủa, không ở nhà à? Bố, bố, sao thế con đồ to? Không có gì ạ. Mẹ tập về, mẹ không thấy bàn trà nhà mình cũng rất đẹp sao? Đẹp thì đẹp, nhưng cũng có gì đâu. Mẹ xem, con lau sạch bụi trên mặt bàn rồi. Ngoan quá, nhưng cũng không có gì mà. Mẹ tập về có khác không? Con rót nước cho mẹ uống nhé. Cảm ơn con trai. Anh làm gì vậy? Anh đang chơi tàng hình với con. Cái màu này chắc chắn hai người dùng phấn mắt. Giờ chị kẻ chân mày của mẹ rồi. Chỉ dùng một tẹo thôi. Hai người thật quá đáng. Mẹ sẽ không tha thứ cho hai người đâu. Con không muốn ăn bánh mì đâu bố đồ nhỏ. Con muốn ăn cơm chiên mẹ tập về làm cơ. Cơm chiên. Gầy gò quá. Mẹ tập về không ở nhà. Bố không tìm thấy dưa chuột. Dưa chuột, tìm thấy rồi.
Nhưng trong cơm rang phải có trứng và xúc xích nữa chứ. Trứng gà, xúc xích, ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ cũng biết tàng hình luôn? Bố đồ nhỏ ơi, bố nhìn này, chuyện gì vậy? Lúc nãy rõ ràng ở đây không có gì mà, chẳng lẽ quả trứng này là giả? Đưa con xem, bố cho con xem nào. Quả trứng này... Bao gạo này biết đi à? Mẹ Tập Về ơi, cứu con với, cứu con với, đáng sợ quá. Sao kết quả lại thành thế này? Đúng là nằm ngoài dự liệu. Con sắp thua rồi, mau đầu hàng đi. Còn lâu, hãy xem phong hỏa luân của con đây, máy bay kìa. Bố thắng rồi, người thua cuộc phải đi đổ rác. Sao thế? Bồn rửa tắt rồi. Giờ em cần phải ra ngoài, làm sao bây giờ? Mẹ Tập Về, giao cho hai bố con đi. Hai người có làm được không? Không thành vấn đề. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Con đầu to, sẵn sàng. Xuất kích. Hãy xem sự lợi hại của ta đây. Hãy xem sự lợi hại của ta đây. Xong, con làm kiểu gì vậy? Lấp lại là xong thôi. Sao lại đi lấp vào chứ? Lấp không giải quyết được vấn đề gì, phải khơi thông mới được. Con đồ to, bố Hồ bắt đầu, thì con dặn mở vòi nước nhé. Vâng ạ, bắt đầu. Con đồ to, dặn vòi nước to lên. To hơn nữa, mau. Xem ra không phải vấn đề ở ống nước. Vậy làm thế nào hả bố đồ nhỏ? Có cách rồi. Chỉ cần trộn giấm với baking soda với nhau là có thể hòa tan chất bẩn tắt trong ống nước. Thật à? Sao thế bố? Bố quên mất tỷ lệ rồi. Càng nhiều càng hiệu quả mà. Bố cứ cho hết vào đi. Nhìn kìa, sủi bọt rồi. Hình như hơi nhiều. Bố ơi, bố ở đâu rồi? Con đồ to đừng sợ, bố ở đây. Bố ơi, bố mọc râu kìa. Hai người lại làm trò gì vậy? Sửa cái bồn rửa mà cũng có thể nghịch ngợm lắm trò như thế. Để mẹ làm cho xong. Đây là cái gì vậy? Ghê quá. Con đồ to, có phải con lại đổ cơm thừa vào bồn rửa không? Con tưởng nó trôi được hết. Đương nhiên không trôi được rồi. Không thì cần thùng rác để làm gì? Nếu rác thực phẩm đều đổ xuống ống nước, sẽ không chỉ làm tắc ống nước mà còn làm tăng độ khó xử lý nước thải nữa. Hai người không hiểu sao? Ý của mẹ là bây giờ phải dọn sạch chỗ này ngay lập tức.
và từ sau không được đổ cơm thừa, thức ăn thừa xuống ống nước nữa. Con hiểu rồi, từ sau con sẽ không vứt rác bừa bãi nữa. Con đồ to thật thông minh. Sau này công việc đổ rác cứ giao cho con đi ạ. À. Đắp người tuyết. Nóng quá, nóng chết mất. Giá mà được đắp người tuyết thì tốt. Mùa hè ôm người tuyết mới mát lạnh làm sao. Con đồ to, bố đồ nhỏ, hai người đang làm gì đấy? Nhìn căn bếp của mẹ mà xem, toàn những thứ gì đây hả? Nhìn hai người xem, hai người bò từ dũng bùn lên đấy à? Con chỉ muốn dùng kem để làm người tuyết thôi. Đắp người tuyết à? Ý tưởng này sáng tạo đấy. Cơ mà dùng kem đắp người tuyết thì lãng phí lắm. Bố có cách này hay hơn. Bố đồ nhỏ ơi, chúng ta lấy keo dán dính xốp vào đi. Hai người lại làm trò gì thế? Mau thu dọn đống này đi. Không biết mẹ dị ứng với mấy thứ này à? Mau lên. Làm sao bây giờ bố đồ nhỏ? Bố đồ nhỏ ơi, người tuyết của con phải làm sao? Tính sau đi, lời mẹ tập về nói không thể không nghe. Con không ăn đá bào không được à? Chỗ đá bào này dùng để làm người tuyết đấy. Không sao, con cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Bố đồ nhỏ cố lên, làm thêm nhiều đá bào nữa. Người tuyết chưa thấy đâu mà đá bào đã bị con ăn sạch rồi. Con đau bụng quá bố đồ nhỏ ơi. Chắc là ăn nhiều đá bào quá đấy. Chúng ta phải đi bệnh viện. Nào, mau đi thôi. Con đồ to, mẹ tập về. Mau ra đắp người tuyết nào. Anh lại làm cái gì thế? Con đồ to vừa mới khỏe lại xong. Đây là cái gì? Đây là máy bào đá khổng lồ anh chế tạo suốt đêm, chạy bằng điện đó. Đây là đá anh đặt mua từ xưởng đông lạnh. Bây giờ không sợ thiếu đá nữa. Cảm ơn. Ngầu quá. Nào, ta cùng chơi. Nhanh nào. Cố lên. Wow, ngầu thế. Wow, mát quá đi. Mát lạnh luôn. Con đồ to, con muốn làm gì? Thật tình, cứ như trẻ con ấy. Đúng là mát thật. Thế nào hả? Có vui không? Ôm người tuyết về phòng con đi. Để trong phòng con được mát. Con đồ to, quay lại đây. Người tuyết là do bố phát minh ra, phải để bố tận hưởng. Hey!
Mẹ Tập về, em bình tĩnh, tuyệt đối đừng nóng giận. Anh nhất định sẽ cứu chữa. Mẹ Tập về ơi, mát chứ ạ? À? Mẹ Tập về, bên dưới mỗi người tuyết đều đặt một cái chậu. Em không cần lo, nước sẽ dâng dãi khắp nơi nữa. Sáng kiến của anh hay đấy chứ. Có mấy người tuyết này đúng là mát hơn nhiều. Con đồ to, bố đồ nhỏ, ngày mai hai người làm thêm vài người tuyết nữa đi. Vẫn phải làm người tuyết tiếp á. Bố đồ nhỏ, con đồ to, tập 196. Con là siêu nhân. Chiếc mũ siêu nhiên của siêu nhân đã một lần nữa giải cứu trái đất. Wow, mũ siêu nhiên. Mẹ Tập về ơi, con muốn mua một chiếc mũ siêu nhiên có được không? Không được. Bố tặng cho con một cái. Thật ạ? Đi theo bố. Bố đồ nhỏ ơi, đây là cái gì vậy? Đây chính là chiếc mũ siêu nhiên mà con mong muốn đó. Sao nó chẳng giống trên TV gì cả? Nó có siêu năng lực không ạ? Có chứ. Không tin con thử xem. Quạt điện hỏng rồi, bây giờ con dùng mũ siêu nhiên là có thể làm nó quay. Hỏng thật. Con chỉ cần đội mũ siêu nhiên lên, vận công trong bụng là quạt sẽ quay. Mũ siêu nhiên. Mũ siêu nhiên có tác dụng thật này. Con có mũ siêu nhiên rồi. Cảm ơn bố đồ nhỏ. Kẹo bông Tiểu Minh, các cậu sao thế? Quả cầu lông bay lên cây mất rồi. Bọn tớ làm đủ kiểu mà chẳng lấy xuống được. Tớ có mũ siêu nhiên, chắc chắn sẽ lấy được quả cầu xuống. Ý cậu là cậu có chiếc mũ siêu nhiên của siêu nhân sao? Đúng vậy, bố đồ nhỏ làm cho tớ đấy. Sao khác trên tivi thế? Đây là mũ đời đầu, giống làm sao được. Liệu có được không vậy? Anh đầu to, anh thật lợi hại. Thì ra mũ siêu nhiên của cậu là thật. Lại còn giả được à? Bên kia có chuyện gì thế? Chúng ta qua xem đi. Con chó hư, không được bắt nạt mèo con. Được, tao sẽ cho mày nếm sự lợi hại của mũ siêu nhiên. Còn dám đập đầu vào mũ siêu nhiên của tao à? Bây giờ biết sự lợi hại rồi chứ. Anh đầu to ơi, anh lợi hại thật đó. Đầu to, cậu chính là siêu nhân của tụi tớ. Tớ chính là siêu nhân bảo vệ chính nghĩa. Mẹ Tập về ơi, coi nè. Bố đồ nhỏ tặng chiếc mũ siêu nhân đời đầu của bố cho con đó. Bố đồ nhỏ, mau đi tắt bếp giúp em với. Được. Tí việc cẩn con để siêu nhân đây làm cho. Hãy xem sự lợi hại của ta đây. Tắt bếp. Con trai của bố không bị thương chứ? Không ạ, con xin lỗi bố đồ nhỏ.
mũ siêu nhiên hỏng mất rồi, con không làm siêu nhân được nữa. Không sao, bố làm lại cái khác cho con. Anh thấy gây họa thế chưa đủ à? Con đồ to, thực ra trên đời này không có siêu năng lực gì cả, cũng không có siêu nhân. Thế tức là con không bao giờ trở thành siêu nhân được ư? Tuy không làm được siêu nhân, nhưng con có một trái tim lương thiện, biết giúp đỡ kẻ yếu. Thế mới là phong cách của một siêu nhân thực thụ. Thật hả bố? Nói như vậy thì con vẫn là siêu nhân ư? Được rồi, mặc dù hôm nay cơm bị cháy, nhưng để thưởng cho siêu nhân của chúng ta, mẹ sẽ đưa đi khao một bữa. Tuyệt vời! Đi thôi, lên đường nào. Còn về người đã phát minh ra mũ siêu nhiên, phiền anh phát minh thêm một cái mũ biết nấu cơm để tự mà nấu đi nhé. Hoa quả bị thương. Con đồ to, quả táo này con chỉ gặm một miếng rồi bỏ à. Mẹ à, con thấy đào mật ngon hơn. Thế quả táo còn thừa làm thế nào? Để bố đồ nhỏ ăn hộ con đi. Khoan đã, sao con cũng không ăn hết quả đào? Con phải để bụng, tối ăn thịt kho nữa. Thế chỗ quả con đang ăn dở thì làm thế nào? Để bố đồ nhỏ ăn hộ con đi. Sao thế? Anh xem, toàn ăn một miếng rồi bỏ. Con đồ to dạo này hình thành tật xấu. Anh có cách. Sao hết hoa quả rồi mẹ tập về? Ăn hết rồi à? Bố đồ nhỏ, chạy mau, chạy mau. Táo kia đứng lại. Bố đồ nhỏ, mọi người đang làm gì vậy? Tớ không phải bố đồ nhỏ, tớ là gieo gặt hoa quả. Chúng tớ là hoa quả ở nhà cậu. Chúng tớ đang chơi trò chơi. Tớ cũng muốn chơi, cậu có phải hoa quả đâu. Làm sao chơi được? Tớ có thể đóng vai người bảo vệ hoa quả. Được thôi, như vậy tụi tớ sẽ không bị gieo gặt bắt nữa. Vậy được, tất cả hoa quả hễ bị thương hoặc bị tớ bắt được thì sẽ bị đuổi đi. Được, trò chơi bắt đầu. Gieo gặt quả xấu xa, mày không bắt được ta đâu. Cứu tôi với. Gieo gặt quả, đuổi theo ta đi này. Yeah, chúng ta sắp thắng rồi. Ta sẽ không thua các người đâu. Ta phải nghĩ kế. Được, ta sẽ chỉ đuổi theo ngươi thôi. Con đồ to, cứu tớ với. Nếu ngươi bị bắt được thì cũng là thua đó. Đừng đuổi theo ta. Cô tạp dề ơi, làm vậy anh đồ to liệu có tin chúng ta không? Kẹo bông và tiểu mình diễn tốt như thế, con đồ to chắc chắn sẽ tin, cũng sẽ hiểu cho nỗi lòng của chúng ta. Đi thôi. Giao gật quả, mau đuổi theo ta đi. Đúng thế, đừng lười biếng, không là ngươi sẽ thua đấy. Ta nhất định sẽ bắt được các ngươi. Em không chạy được nữa, cứu em với. Cứu với, kẹo bông mau chạy đi, giao gọt quả sắp đuổi kịp em rồi. Em không chạy nổi nữa, em bị thương rồi. Tiểu Minh, à không, chuối ơi, chúng ta phải đi giúp em ấy. Giao gọt quả, đuổi ta đi, đuổi theo ta này. Chuyện gì vậy? Hình như không tác dụng, mau lại đây. Kẹo bông, mau chạy đi. Đào mật, bắt được ngươi rồi. Quả đào mật này hỏng rồi, không ăn được nữa, dứt đi. Thế bây giờ ta bắt ai được nhỉ? Thôi được rồi, thế thì bắt quả đào đỏ này đi. Hình như mẹ cũng bị thương rồi, không chạy nổi nữa.
Gây go, mẹ tập về cũng bị bắt rồi. Quả táo này cũng hỏng, không ăn được nữa. Phải giúp cả hai đứa đi. Đừng đuổi bọn ta đi, bọn ta vẫn muốn chơi cùng. Xin người đừng đuổi bọn ta đi. Không được đuổi họ đi. Nhưng chúng bị người ta gặm dở rồi, là hỏng rồi. Lúc nãy các cậu vẫn nguyên dạng mà. Tại con đầu to cả, cậu ấy gặm mấy miếng rồi bỏ đi không ăn nữa. Em cũng thế, đào mật cũng không ăn hết. Thật đáng sợ, tớ không muốn chơi với cậu nữa. Cậu cũng sẽ ăn tớ vài miếng rồi dứt đi, phải đấy. Nếu cậu không sửa tật xấu này, từ sau chúng tớ đều sẽ nghỉ chơi với cậu. Xin lỗi táo và đào mật, từ sau tớ sẽ không lãng phí như vậy nữa. Biết sai biết sửa là đứa trẻ ngoan. Nào, chúng ta cùng ăn hoa quả đi. Con sẽ ăn hết, không lãng phí nữa. Mi Tư, chú kẻ trộm tốt bụng. Con đồ to, bố đồ nhỏ. Mẹ sang nhà bà ngoại đây. Hai bố con nhớ sắp xếp tủ quần áo, dọn nhà vệ sinh, giặt quần áo bẩn trong máy giặt đi nhé. Mẹ tập về yên tâm. Đi cẩn thận nhé. Hóng mát như bóng cây to thích thật. Con đồ to, mẹ bảo con dọn nhà vệ sinh, còn không đi mau. Nhà này trông có dễ giàu, chắc cũng được không ít đồ. Chú ơi, chú đang tìm người ạ. Ừ, đúng đúng. Nhà cháu chỉ có mỗi bé con là cháu thôi à. Vâng ạ. Chú khát nước quá, cho chú vào xin cốc nước được không? Được chứ, mời chú vào. Cháu bảo chỉ có mỗi bé con là cháu thôi cơ mà. Đúng mà, nhà cháu chỉ có cháu là trẻ con, kia là bố cháu. Bố đồ nhỏ ơi, chú này khát nước, muốn vào nhà mình uống nước. Không thành vấn đề. Cảm ơn, cảm ơn. Uống nhiều nước rồi, có tiện cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh không? Không sao, anh cứ đi đi. Hiếm khi gặp được hai cha con ngốc nghếch. Lần này mình có thể lấy tùy thích rồi. Chú ơi, cháu biết ngay chú không tìm được nhà vệ sinh mà. Cháu dẫn chú đi. Được. Chú cứ yên tâm đi vệ sinh, cháu canh cửa cho. Nhà vệ sinh có gì để lấy nhỉ? Biết đâu lại có trang sức và mỹ phẩm đắt tiền. Gây rồi. Cuối cùng cũng hết bọt rồi. Cái gì thế? Sao vậy chú? Chú ơi, chú còn dọn nhà vệ sinh, giặt quần áo giúp nhà cháu nữa à? Cảm ơn chú nhiều. À, chú không có gì. Bố đồ nhỏ ơi, chú ấy tốt bụng lắm, giúp mình giặt quần áo, rồi còn dọn nhà vệ sinh nữa. Anh chỉ dùng nhờ nhà vệ sinh một lát mà làm nhiều việc thế. Đúng là người tốt. Không có gì, tiện tay thôi. Không không, tôi phải thể hiện lòng cảm kích với người tốt. Trưa nay anh ở lại ăn cơm nhé. Vậy tôi không khách sáo nữa. Đừng nôn nóng, cơm xong ngay đây. Không vội đâu, anh cứ làm từ từ. Chú ơi, cháu dẫn chú đi tham quan phòng cháu nha. Được, được. Đây là gấu bông. Bố cháu nói đồ tốt phải chia sẻ với bạn bè. Bạn bè, chiếc máy bay này có thể điều khiển từ xa được đấy. Cháu chơi thích lắm. Giờ thì xem còn cái gì quật ngã được ta. Chú đúng là siêu nhân sắp xếp đồ chơi. Nào, xin mời. Khách sáo quá, khách phải ăn trước chứ. Đây là cái gì vậy? Ghê quá. Chú bị ốm à? Không ổn rồi.
mau đi nghỉ đi. Chú ơi, chú đỡ chưa? Thời cơ cuối cùng cũng đến rồi. Chú nóng quá, muốn ăn dưa hấu. Dưa hấu à, có ngay. Trong tủ chắc chắn có đồ tốt. Sao lại như vậy? Đã ốm đau rồi mà vẫn còn muốn làm việc tốt. Còn phải học tập chú. Việc này, ăn dưa hấu hạ nhiệt đi. Cả đồ ăn dinh dưỡng nữa này. Con đồ ta, để chú nghỉ ngơi đi. Vậy chú dưỡng bệnh đi nhé. Thì ra làm người tốt hạnh phúc đến vậy. Tạm biệt. Tạm biệt chú. Bố đồ nhà ơi, chú còn để lại quà cho chúng ta nữa. Đây là dụng cụ trồng hoa. Chú ấy đúng là một người tốt bụng. Người bạn nguy hiểm. Buổi sáng tốt lành, con đồ to thân yêu. Chào buổi sáng bố đồ nhỏ. Hôm nay bố không phải đi làm. Bố quyết định chiều nay đưa con đi xem diễu hành hoạt hình. Diễu hành hoạt hình đó. Con có nghe thấy bố nói không? Tìm thấy rồi. Con đồ to, con không nghe bố nói sao? Diễu hành hoạt hình đó. Nghe thấy chưa? Con không đi đâu bố đồ nhỏ. Con có việc quan trọng hơn phải làm. Con muốn tham gia chiến đội tấn công sao quả à? Không, con muốn đi gặp một người bạn. Bạn nào? Con không thể nói cho bố được. Bạn của con không chia sẻ với bố được à? Không thể được. Người bạn nào của con đồ to mà lại quan trọng đến thế? Bố đồ nhỏ, sao anh không ăn cơm? Ăn ăn. Con đồ to, con không đi xem diễu hành hoạt hình thật hả? Có Tôn Ngộ Không, cả nàng tiên cá với Peter Pan nữa đó. Thật hả bố? Thôi bỏ đi. Con đã hẹn đi thăm bạn rồi, không thể nuốt lời. Giữ chữ tín là đúng. Vậy bố đi cùng con nhé. Không được. Nó rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Người bạn nguy hiểm? Liệu không phải là bị bọn buôn người lừa chứ? Hay là thu nhận thú hoang trốn ra khỏi sở thú? Nó sẽ vui lắm đây. Đi gặp người bạn nguy hiểm còn đeo găng tay. Chẳng lẽ sợ để lại dấu vân tay sao? Người bạn này càng ngày càng bí hiểm rồi. Rốt cuộc là người bạn như thế nào? Không được. Con đồ ta cần có sự bảo vệ của bố đồ nhỏ nhanh trí dũng cảm. Bố tới đây. Hy vọng nó không làm đau mình. Không phải chứ, thằng cha nguy hiểm kia còn có cả hung khí. Con đồ ta nguy hiểm quá. Đồ Đinh ơi, ăn cơm đi. Chắc mày chờ lâu sốt ruột lắm. Đây là đồ ăn của mẹ tập về làm. Nghe tiếng ho giống như người già. Lại là Đồ Đinh. Chẳng lẽ mày làm sao thế? Bị cảm, bị cảm. Mày bị cảm à? Vậy tao đi tìm mẹ tập về. Mẹ biết thuốc gì chữa được cảm cúm. Gừng càng già càng cay. Đau quá. Tên này đúng là rất nguy hiểm. Còn có ông mật bảo vệ nữa. Được rồi, nhưng lúc con đồ ta không ở đây, tao sẽ xem rốt cuộc mày là ai. Mày ra đây. Có bản lĩnh thì xuất hiện đi. Không ra là tao ra tay đấy. Tao sẽ tự tay bắt mày ra. Chọc vào tay đau quá. Ha ha ha.
Sao lại là một con nhím? Bố đồ nhỏ, sao bố lại ở đây? Bố, hóa ra bố theo dõi con. Bố chỉ... Con đã bảo nó rất nguy hiểm rồi. Sao bố chẳng nghe lời thế? Kế này là người bạn nguy hiểm của con, không còn nguy hiểm nữa rồi. Bố đồ nhỏ ơi, nó bị ho thế, không sao chứ ạ? À? Không sao, nhím ăn nhiều đồ mặn sẽ ho. Về sau, cố gắng cho nó ăn ít đồ mặn thôi. Vâng ạ, cảm ơn bố đồ nhỏ. Thực ra chăm sóc động vật nhỏ là chuyện tốt. Sao con không nói với bố sớm? Bố đồ nhỏ sẽ giúp con. Con sợ người lớn không thích nhím con, sẽ đuổi nó ra ngoài. Sao thế được? Thực ra mọi người đều rất thích bé nhím này. Con xem. Mau lên, tôi nôn nóng muốn xem con nhím này quá. Đừng vội, nó còn đang ăn lê của tôi. Phải ăn nhiều rau xanh vào để mau lớn.